có cái lót đấy. Bà điếc bà không nghe. Điếc không nghe thấy cái gì cả. Điếc không nghe thấy cái gì à? Ừ. Ừ. Chứ à. Rồi hôm nay cho đưa xe lăn này cho bà nhá. Đấy. Ồ, cái chiếc xe lăn này là cái xe lăn hiện đại vô cùng này này. À. Thấy chưa? Thích không? Thích không? Thích không? Ừ. Đấy. Rồi đây. Đang ốm. Đang ốm. Bê lên cái nào? Bê vào đây đang đứng rồi. Từ từ. Cha lúc nãy còn một cái hộp đâu rồi? Đấy. Đấy. Không, cái đấy là cái để chân. Cha Hoàng ơi, cha thắng cái xe. Cho nó đứng một chỗ đây này. Ninh thắng. Rồi. Rồi, đấy cái xe bây giờ đứng yên nha. Đấy, giờ vào mà ngồi yên tại chỗ, đứng ngồi yên đó rồi khóa lại rồi là không lăn bánh nữa. Còn lúc nào máy thì mở cái này lên là đi. Đúng rồi. Lúc nào để bà xong xuôi rồi là mở nó lên thì. Rồi, đấy là hai cái để chân đó. Bây giờ lắp hai cái để chân vô. Nó có cái ngàn đó. Trong được. Ninh. Đấy. Bà không nằm thì ông Tiên đi, à, ông Tiên không ngồi, bà không ngồi thì ông Tiên ngồi. Ừ. Rồi chỉ cần bỏ một cái là nó thôi, được rồi. Đấy. Đấy là cái để chân. Bây giờ nâng cái để chân lên. Đấy, bé ra rồi. Rồi bây giờ mới đưa bà lên. Rồi. Bây giờ cái để chân đây, cái bỏ ở đây chân cho. Đấy. Xuống chưa? Xuống chưa nè. Ê, đi chơi nào. Ừ. Chơi nhá. Cú là cha, à mà là cái nhà là ông bà đi lẻ được phú tư. Như ông bà, như ông bà ông Huynh mà. Mà vậy lâu chưa? Dạ, vì mấy tháng này. Mấy năm xuống từ lại cha. Còn trước thì đang là trước Tết. Ông ốm á. Không bao giờ nước cái gì hết, ăn cứ ăn. Bây giờ là không biết mấy rồi. Chuẩn bị gần đây trăm gì nhỉ? Ồ. Tết năm nay là một trăm tròn. Xe đẹp phải chống lâu nhá. Bà chơi cha bà biết. Ừ. Ngoài thấy gì? Đấy. Chơi cha chứ không chơi luôn đi lẻ một đường. Đây này. Ờ, ai đi đúng thì cũng được. Không được rồi, đây này. Chơi cha con nhảy con uốn luôn nhảy vô. Vâng, này cái này cái khóa này, cái này mở lên là đi này. Ông nói là cái này là cái thờ. Cái khóa này lại bà nghi ngồi yên tại chỗ này. Vâng. Cái là khóa đằng kia không vậy? Nó không chạy ra đây của bà này. Đấy thôi, thấy chưa? Đấy đi là mở vậy. Được chưa bà? Bà xuống thằng gái như này, nhớ lắm thôi. Hôm nay cây tát Thanh Hóa về giáo sức kẻ dừa để đi trao chiếc xe lăn này cho bà cụ. Đây là chiếc xe lăn của hội American Wheelchair Wheelchair Mission đấy, của cây tát Việt Nam, của các ân nhân bên Hoa Kỳ đã gửi cho cây tát Thanh Hóa để trao cho bà cụ ở đây. Đây là chiếc xe lăn mà đi người ta làm ở bên nước ngoài gửi về qua cảng Hải Phòng, khai thác Thanh Hóa đã đưa về đây để trao cho bà cụ. Chiếc xe lăn này nó chắc vô cùng, nó chắc chắn lắm, nó không giống như xe lăn bình thường, bởi vì là từ nước ngoài gửi về nên là đây là cái đôi chân để thay thế cho bà cụ để có thể bà chân đau quá, hay chân đau để bà có thể bà đi lại cho nó thoáng, nhất là có thể đi đến nhà thờ để tham dự thánh lễ để thờ phượng Chúa. Thì đây là món quà mà cái tác Thanh Hóa thay mặt cho các ân nhân gửi tới bà cụ cũng như tới gia đình. Và bây giờ hôm nay thì đây có sự hiện diện của cha xứ
xin mời Trang có đôi lời với các ân nhân của Khai Thác Thanh Hóa, xin mời Trang. Rồi đây là một bà cụ và là con chiên của giáo sư Kẻ Dừa. Bà năm nay 99 tuổi rồi, tai thì nặng nhưng mà vẫn đang còn khỏe, chân thì đã yếu rồi. Hôm nay thì được cái sự hỗ trợ của các ân nhân bên Caritas, hôm nay bà được nhận cái xe lăn này. Cha giám đốc đã nói thì thay cho cái đôi chân để bà có thể đi lại hóng mát, sưởi ấm, sưởi nắng, rồi bà cũng có thể đến nhà thờ hay là đi thăm các con các cháu. Đó là cái phúc cái lúc tuổi già sức yếu của bà. Cảm ơn các ân nhân rất là nhiều, xin Chúa trả công vô cùng cho những sự hy sinh của các ân nhân dành cho chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn cha, cảm ơn các ông chủ cũng như là ông đại diện bên bàn bác gái của giáo sư Kẻ Dừa đã luôn đồng hành cùng với những con chiên, nhất là con chiên ốm đau bệnh tật, để rồi đem cái đôi chân đến cho những người khuyết tật, đem tình thương đến cho những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Thì xin hết lòng cảm ơn quý ân nhân của Caritas Việt Nam như là của hội American Wheelchair Mission. Xin Chúa chúc lành và trọng công vận động cho tất cả quý vị. Xin cảm ơn, chúc cho bà tìm được niềm vui trên chiếc xe lăn này nhé. Đau kia na. Đau bây giờ có xe đỡ rồi nhá, còn phải đi. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.